Xin kính chào quý anh chị và bà con cô bác. Hiện tại em đang có mặt tại khu vườn trà là của nhà vườn Khánh Võ. Bên cạnh em đây là một lô trà là đã được thụ phấn và hứa hẹn sẽ cho năng suất rất là cao. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng làm sao để có thể là thụ phấn đạt năng suất cao, thì hôm nay mời quý anh chị cùng theo chân em để xem cái quy trình và cái cách thức để mình thụ phấn cây trà là nha quý anh chị ha. Xin chào anh Hùng. Chào em. Thời điểm mà thích hợp để mình thụ phấn cho cái cây trà là này là vào thời điểm nào anh Hùng ha? Thứ nhất mình sẽ giải thích đây là cái cây trà là, cái mô thì đây là tại nhà vườn của Khánh Võ nha. Thì cái thời điểm là mình để mà mình thụ phấn cho cây trà là đó. Thứ nhất là nó sẽ rơi vào buổi sáng. Buổi tầm sáng. Từ 8 giờ đổ về buổi sáng là rạng sáng ha. Còn buổi chiều thì tầm 4 giờ đến trở về rạng tối. Và thứ hai nữa là mình sẽ lưu ý là chọn cái buồng bông đúng cái thời điểm thì cái tỷ lệ thụ phấn thì nó mới đạt tỷ lệ cao nhất ha. Cái cách mà chọn buồng bông là như thế nào anh Hùng? Ở đây chọn buồng bông á thì là khi mà cái lưỡi mèo của trà là nó vừa tách ra như vậy nè, nó vừa tách ra và cái phần bông thì nó còn hơi gọi là trắng sữa, thì lúc này đó là cái thời điểm là mình thụ phấn là thích hợp nhất. Có rất là nhiều khán giả thắc mắc á, vì sao mình phải thụ phấn cây trà là anh Hùng ạ? Lý do tại sao là người ta phải thụ phấn cho cây trà là ha, thì cây trà là bản chất nó là cái cây đơn tính, thì nó sẽ phân biệt giữa hai loại cây, nó là giữa cái đực và cây cái, thì nó cũng vẫn có thể tự thụ phấn được. Khi đó là mình phải trồng lẫn xen dẫn giữa là cây đực và cây cái, thì nó có thể thụ phấn bằng gió hoặc là giữa thiên địch đó là vẫn được. Nhưng mà về mặt kinh tế thì nó sẽ không đạt bằng khi mình bằng thụ phấn bằng thủ công như vậy nè, thì nó sẽ đạt hơn, tỷ lệ nó cho năng suất cao hơn. Vậy thì để mà thụ phấn cho cây trà là thì mình cần những cái dụng cụ hoặc là những cái vật dụng gì ạ? Để chuẩn bị cho quá trình thụ phấn thì chúng ta cần chuẩn bị những cái vật dụng sau đây ha. Thứ nhất á, là cái kéo bấm cành. Kéo bấm cành đây là mình để bấm những cái cây gai trong nách bẹ của trà là để tránh trường hợp là nó bị đâm vào tay ha. Cái thứ hai là cái bình nhựa. Vòi, nó có cái vòi nhựa ra ha, để mình pha phấn để vào đây mình xịt vô cái cuốn bông. Còn cái thứ ba đó là phấn và phụ gia, đây là hai cái thứ là không có thể thiếu được để cho quá trình mình thụ phấn. Và một cái muỗng đong đếm để mình pha cái tỷ lệ đúng cho vào bình để mình thụ phấn cho hoa trà là. Và cái cuối cùng đó là cái giấy thấm dầu. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cái tỷ lệ đong đếm để pha ra cái lệ phấn để mình thụ phấn cho cây trà là ha. Mình sẽ sử dụng là một muỗng cà phê phụ gia kèm theo là 3 muỗng phấn trà là. Sau khi mình pha xong mình cho vào bình thì mình sẽ lắc đều. Và cái điều kiện để pha đó thì mình sẽ pha ở trong điều kiện là trong nhà là trong mát, không được ra là pha ở ngoài nắng thì lúc đó là tránh nó sẽ bị cháy phấn. Mời quý anh chị chúng ta cùng xem kỹ thao tác thực hiện thụ phấn cây trà là nha quý anh chị ha. Thứ nhất á, khi mình thụ là mình sẽ kéo cái buồng ra, mình sẽ bấm cái phần đọt. Thì đây là cái phần trái là phần chóp đọt á. Khi mình thụ phấn thì tỷ lệ nó sẽ không có đậu cao nên mình sẽ không có giữ lại để tránh trường hợp là mất sức cho cái buồng này. Đó, sau khi mình bấm như vậy, mình sẽ xịt ha, thì mình xịt phấn, sẽ lắc đều cái chai phấn. Đó. Sau đó mình sử dụng một cái dây bè nhỏ cái mình cột lại ha. Ở đây cột lại là để tránh cái trường hợp là phấn nó bị rơi ra. Đó. Mình sẽ cột lại như vậy ha. Mình sẽ cột nhẹ thôi, khi mình buộc xong thì mình sẽ xịt thêm một lần nữa. Bây giờ là mình tiến hành công đoạn là mình bọc cái buồng này lại anh ha. Đúng rồi, bọc cái buồng này là cái giấy nó tuyệt đối là nó không được thấm nước ha. Bọc bao như vậy á là mình không cần phải tháo. Thì ở đây á là tầm một tháng sau thì mình sẽ coi. Ví dụ mà trái nó đã đậu và nó đã xanh rồi đó thì lúc này là mình sẽ gỡ ra. Sau khi mà mình thụ phấn cây như thế này thì mình cần có những cái lưu ý gì không anh Hùng ạ? Sau khi mình thụ phấn rồi, mình có cái, những điều lưu ý. Thứ nhất là về phần nước tưới. Việc tưới là mình sẽ hạn chế là không được tưới lên bông. Nếu mà rơi phần bông á, thì nó sẽ làm hư cái bông và bị trôi cái phần phấn đi. Thì lúc này là tỷ lệ đậu nó không còn. Thứ hai nữa là mình sẽ chỉ được tưới cái phần gốc thôi. Và lượng nước á, là mình sẽ duy trì ổn định, không quá thiếu nước và cũng không được quá ẩm. Sau khi thụ phấn á, thì nó tầm là tầm một tháng đổ lên. Thì lúc này là nó cái trái nó sẽ bằng cái đầu đũa của mình. Thì lúc này là mình chưa có tháo cái bọc thì ra, thì lúc này mình gỡ ra, thì lúc này là mình sẽ vô giai đoạn 2 là mình tiễn trái. Tiễn trái là mình sẽ tiễn những cái trái mà gọi là thụ phấn nó không đạt
mình sẽ cắt bỏ để nó là nuôi lại những cái trái còn lại, nó đạt chất lượng hơn. Như vậy vừa rồi kỹ thuật anh Hùng nhà vườn Khánh Võ đã tư vấn cho quý anh chị một cái quy trình hoàn chỉnh để mình thụ phấn cây trà là. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ về cái quy trình trồng cây. Nếu quý anh chị có quan tâm đến dòng trà là, đặc biệt là trà là ăn trái tại nhà vườn Khánh Võ, anh chị liên hệ ngay nhà vườn em. Ngoài cái cây đang thụ phấn ra, nhà vườn Khánh Võ em còn có những sai cây hiện tại đang được thụ phấn rất là đảm bảo, và có cả sai cây kích thước, cây giống, cây tầm trung để cho quý anh chị lựa chọn. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian để theo dõi cái quy trình thụ phấn cây trà là. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau. Hotline 092 848 7777 tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.com.